Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi 26 ngày để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Mayque Inspiration. Và cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là có liên quan tới cái chữ cái thứ 6 trong bảng chữ cái tiếng Anh, đó là chữ F. Và cái từ khóa mà Quỳnh Hương rất là muốn lấy ra để chia sẻ với các bạn để có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn đó chính là faith, tức là có niềm tin hoặc là có đức tin, có lòng tin. Vì sao? Nó rất là cần như vậy. Bởi vì càng về sau này trong cuộc sống, Quỳnh Hương mới thấy rằng là cùng chạy trên một lộ trình như nhau, nhưng ai có niềm tin, ai có đức tin, ai có một cái lòng tin tưởng sắt đá vào trong cái sự thành công cuối cùng thì người đó sẽ chắc chắn có một cái phần nhiều hơn, lớn hơn và một cái khả năng thành công lớn hơn. Vậy thì các bạn sẽ thấy niềm tin nó mang một cái yếu tố sức mạnh tinh thần hết sức là quan trọng trong tất cả mọi vấn đề. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tin vào cái gì đây? Cái điều thứ nhất mà Quỳnh Hương mong rằng tất cả nhà mình ai cũng có thể có được đó chính là niềm tin vào trong những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống này. Hồi nào giờ bạn nhìn xung quanh bạn nói trời ơi sao mà cuộc sống bây giờ nó bấp bênh quá, nó chông chênh quá, nó có nhiều điều gọi là nhiễu nhương quá. Nhưng bạn ơi thì trong giữa những cái gọi là muôn mặt, muôn màu sắc của đời sống này thì chúng ta sẽ chọn chỉ nhìn vào những cái gam màu sáng, chỉ nhìn vào trong những cái điều tốt đẹp vẫn luôn len lỏi đâu đó trong cái cuộc sống rất là nhiều bộn bề này. Và chúng ta tin rằng xung quanh mình vẫn có rất là nhiều con người tốt đẹp sẵn sàng đưa một bàn tay ra giúp đỡ bạn mỗi khi khó khăn. Rồi chúng ta tin vào trong cái tình yêu rất đẹp vẫn còn đang hiện hữu, những cái tình người. Rồi chúng ta tin vào trong cái sự nỗ lực chung của tất cả mọi con người xung quanh mình. Chúng ta tin vào trong những cái giá trị cao đẹp mà hồi trước tới giờ có thể là chúng ta hiếm có gặp ở trong đời sống thực tế. Nhưng hãy tin rồi chúng ta sẽ thấy. Bởi vì cái gì chúng ta tin là chúng ta đang tạo ra mà, đúng không? Chúng ta đang góp phần tạo ra. Đó là niềm tin thứ nhất. Cái niềm tin thứ hai, Quỳnh Hương thật sự mong mỗi người ai cũng đều có một cái duyên để tin. Đó chính là tin vào sự mầu nhiệm của sự che chở và bảo hộ của ơn trên. Thì chữ ơn trên ở đây Quỳnh Hương đang nói chung đến tất cả những chư vị nào hữu duyên với bạn. Mình có thể gọi bằng rất nhiều từ khác nhau. Ví dụ mình có thể gọi là vũ trụ, mình có thể gọi là đấng, hoặc là các đức nào mà gọi là cao cả thiêng liêng ở trong cái niềm tin tôn giáo hoặc đức tin tôn giáo của bạn. Hoặc là nếu mà bạn theo Ho'oponopono của người Hawaii cổ thì đó có thể gọi là đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng chẳng hạn ha. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái niềm tin vào trong những cái sự mầu nhiệm của sự che chở của ơn trên đã giúp cho các bạn tin rằng mặc dù con mắt của bạn nó không nhìn thấy được ha, nhưng mà chúng ta vẫn tin vào những cái giá trị đẹp đẽ hiện hữu ở trên đời sống này. Và cái ánh sáng mầu nhiệm đó vẫn đang bàn bạc trải chiếu xung quanh chúng ta, thấm đẫm chúng ta bởi cái tình thương yêu vô bờ và sự chở che vô điều kiện. Cho nên cuộc sống của mình cho dù nó có vẻ nó thăng trầm đến mức nào, cuộc đời mình sẽ có lúc lên lúc xuống, nhưng mà rồi tất cả chúng ta đều sẽ đi qua những ngày tháng ấy một cách thật là an lành hết sức có thể. Vậy được không? Cái niềm tin thứ ba mà Quỳnh nghĩ cũng rất là quan trọng đó là niềm tin vào chính bản thân mình. Khi bạn tin vào chính bản thân bạn, đó là lúc bạn đã có được 50% sức mạnh để bạn làm được thật nhiều điều lớn lao và tốt đẹp cho chính bạn, cho bản thân và cho gia đình. Chính vì vậy, bạn có được bao nhiêu sức mạnh, bạn cứ hãy tin vào chính mình đi. Tin vào độ thiện lương của chính bạn, tin vào cái sức mạnh, sự kiên trì, sự bền bỉ, cái nỗ lực của chính bạn. Và ngày nào bạn cũng nhìn vô trong gương và bạn nói bạn tin bạn yêu thương bạn tin là bạn làm được thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Nhớ nha, chỉ có 3 điều này thôi. Nhưng nếu bạn đã có một đức tin, một niềm tin thiện lành, Quỳnh tin chắc rằng bạn sẽ có thật nhiều những khả năng có được một cuộc sống rất tốt đẹp trong tương lai và ngay trong hiện tại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.